hệ thống hoàn toàn tự động, công suất đáp ứng nhu cầu phòng xét nghiệm và kết quả đáng tin cậy là những yêu cầu quan trọng trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe bệnh nhân hiện nay. Hệ thống miễn dịch tự động SITMED HISCO Series với thời gian phân tích cho mỗi xét nghiệm chỉ 17 phút. HISCO 5000 200 xét nghiệm trên giờ, HISCO 800 100 xét nghiệm trên giờ, khả năng nâng cấp hệ thống tích hợp từ 400 đến 600 xét nghiệm trên giờ. Ứng dụng công nghệ hóa phát quang, sử dụng cơ chất CDP Star có cường độ phát quang mạnh gấp 4 lần. Nhờ vậy, HISCO Series có độ nhạy cao và giải đo rộng, giúp giảm số lượng mẫu vượt giải đo cần chạy lại và cung cấp kết quả đáng tin cậy. Điều này giúp phòng xét nghiệm quản lý chất lượng và kết quả bệnh nhân tốt hơn. Sử dụng đầu côn hút mẫu một lần, giảm thiểu trường hợp nhiễm chéo. Hệ thống kiểm soát hút mẫu đảm bảo thể tích cần cho phân tích. Thể tích mẫu yêu cầu thấp, chỉ từ 10 đến 30 microlit. Quản lý hóa chất bằng công nghệ RFID và đảm bảo độ ổn định của hóa chất nhờ chức năng đóng mở nắp tự động. HISCO Series đáp ứng nhu cầu phòng xét nghiệm. Hello.